Nga cho 7 oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 xuất kích, nổ lớn khắp Ukraine. Chuyên gia nhận định Nga chuẩn bị một cuộc tấn công lớn vào Ukraine. Mỹ chuẩn bị gói viện trợ vũ khí 725 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Ứng viên nội các mới của Mỹ bị đe dọa đánh bom. Lệnh ngừng bắn ở Liban, tia hy vọng đầu tiên trong cuộc xung đột Trung Đông. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh YouTube VNews Truyền hình Thông tấn. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu là những tin tức về tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Cập nhật diễn biến mới nhất về tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine. Ukraine phát cảnh báo không kích trên hầu khắp lãnh thổ nước này sau khi phát hiện 7 oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS của quân đội Nga lần lượt xuất kích. Pravda Ukraine dẫn thông báo của không quân Ukraine cho biết, cảnh báo không kích được kích hoạt trên khắp lãnh thổ Ukraine do mối đe dọa nguy hiểm về tên lửa từ sáng ngày 28 tháng 11, sau khi quân đội Ukraine phát hiện Nga cho xuất kích 7 oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS. Không quân Ukraine nêu nhưng không cho biết thông tin về hướng bay của 3 oanh tạc cơ Tu-95MS còn lại. Hoạt động của 4 oanh tạc cơ 95MS từ sân bay Olenia thuộc vùng Murmansk thuộc Nga được ghi nhận bay theo hướng đông nam. Tu-95MS nhiều lần được Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nó được thiết kế để khai hỏa các loại tên lửa dẫn đường tầm xa như KH-55-101. Trước đó ít phút, không quân Ukraine phát hiện Nga khai hỏa nhiều loạt tên lửa hành trình Kalib từ khu vực Biển Đen vào nước này nhưng chưa rõ tác động. Từ đêm ngày 27 đến sáng ngày 28 tháng 11, quân đội Ukraine ghi nhận nhiều máy bay không người lái UAV xâm nhập lãnh thổ. Truyền thông Ukraine cùng ngày ghi nhận loạt vụ nổ lớn vang lên ở thành phố Lviv phía Tây, thành phố Odessa bên bờ Biển Đen, ở tỉnh Kharkov phía Bắc giáp biên giới Nga và ở thành phố Lutsk, thủ phủ tỉnh Volyn phía Tây Bắc. Nguồn điện tại Lutsk bị ngắt sau các tiếng nổ. Thông tin về đợt tập kích quy mô lớn của Nga và Ukraine xuất hiện trong bối cảnh Moscow hai ngày qua cảnh báo đáp trả quyết liệt việc Kyiv sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất và tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh vào sâu trong lãnh thổ Nga, khiến một đài radar phòng không S-400 bị hư hại và một số quân nhân Nga thương vong. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27 tháng 11 cảnh báo sự kiên nhẫn của Moscow với việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây có thể sắp cạn kiệt. Trong khi đó, một số chuyên gia nhận định việc Nga đóng cửa không phận đối với các chuyến bay qua bãi thử Kapustinya có thể liên quan đến khả năng Nga chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào Ukraine. Cụ thể, các nguồn tin Liên bang Nga ngày 27 tháng 11 cho biết, nước này đã chính thức đóng cửa không phận đối với các chuyến bay qua bãi thử Kapustinya, nơi chuyên thử nghiệm các loại tên lửa, cũng là điểm xuất phát của tên lửa đạn đạo tầm trung Oresnik đã tấn công vào doanh nghiệp Yumas ở Donetsk tại Ukraine. Theo các nguồn tin, việc đóng cửa không phận tại địa điểm này sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 11. Một số chuyên gia nhận định rằng, động thái này có thể liên quan đến khả năng Nga chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào Ukraine, có thể là một lần nữa bằng tên lửa Oresnik hoặc thử nghiệm một loại vũ khí mới. Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã xác nhận các cuộc tấn công của Kyiv bằng tên lửa ATACMS của Mỹ nhằm vào tỉnh Kursk, đồng thời cho biết đang chuẩn bị các biện pháp trả đũa. Theo Sputnik News, ngày 27 tháng 11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc về việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhấn mạnh rằng sự kiên nhẫn có thể cạn kiệt nếu liên tục bị thử thách. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Nga Pavel Zarubin, ông Lavrov đã trích dẫn các câu tục ngữ Nga để minh họa quan điểm. Đo 7 lần trước khi cắt 1 lần, và người Nga thắng yên ngựa chậm rãi nhưng phi nước đại. Phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuần trước tiết lộ Ukraine đã sử dụng tên lửa ATACMS của Mỹ và Storm Shadow của Anh tấn công các khu vực Kursk và Bryansk của Nga vào ngày 19 tháng 11. Trong đêm 24 tháng 11, lực lượng phòng không Nga thông báo đã bắn hạ và đánh chặn 34 thiết bị bay không người lái UAV của Ukraine, bao gồm 27 UAV bị bắn hạ ở tỉnh Kursk, 2 UAV ở tỉnh Belgorod, 1 UAV ở tỉnh Orion và 4 UAV trên bầu trời tỉnh Lipetsk. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận trong tuần từ 18 đến 24 tháng 11, phòng không nước này đã bắn hạ 5 tên lửa ATACMS và 2 tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh. Trong một diễn biến khác, Thống đốc vùng Krasnodar ở miền nam nước Nga cho biết, các UAV của Ukraine đã tấn công hai quận thuộc khu vực này vào rạng sáng 28 tháng 11, làm một người bị thương. Bên cạnh việc sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS của Mỹ,
Ukraine tiếp tục chiến thuật tấn công lãnh thổ Nga bằng thiết bị bay không người lái UAV. Thống đốc vùng Krasnodar ở miền nam nước Nga, ông Veniamin Kondratiev cho biết, các UAV của Ukraine đã tấn công hai quận thuộc khu vực này vào rạng sáng 28 tháng 11. Theo quan chức này, mảnh vỡ từ một UAV bị bắn hạ đã làm một người bị thương. Ngày 22 tháng 11, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, hệ thống phòng không đã bắn hạ 5 UAV của Ukraine trên khu vực các tỉnh Belgorod và Kursk. Cùng ngày, Thống đốc tỉnh Belgorod Vyacheslav Grashkov viết trên kênh Telegram cho hay, lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng UAV để tấn công làng Ochanoe gần Belgorod, khiến một ngôi nhà bị cháy rụi hoàn toàn, cửa sổ của một ngôi nhà khác bị vỡ và mặt tiền bị hư hại. Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Nga Putin khẳng định Moscow luôn ưu tiên và hiện đã sẵn sàng giải quyết mọi tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình. Tuy nhiên cũng nhấn mạnh Moscow đã sẵn sàng cho mọi kịch bản. Ngày 27 tháng 11, hai quan chức Mỹ tiết lộ chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang chuẩn bị một gói vũ khí trị giá 725 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Động thái này diễn ra trong bối cảnh vị Tổng thống sắp mãn nhiệm tìm cách hỗ trợ chính phủ Kiev trước khi rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2025. Theo một quan chức am hiểu về kế hoạch này, chính quyền Biden dự định cung cấp nhiều loại vũ khí chống tăng từ kho dự trữ của Mỹ để ngăn chặn đà tiến của quân đội Nga, bao gồm mìn mặt đất, thiết bị bay không người lái, tên lửa Stinger và đạn dược cho hệ thống pháo HIMARS. Trước đó, Reuters dẫn ba nguồn tin cho biết, Mỹ sắp đạt được thỏa thuận cung cấp cho Kiev tên lửa hành trình GRSM tầm bắn 300 km và quyết định sẽ được công bố trong tháng 11 này. Các nguồn tin lưu ý rằng quyết định cuối cùng GRSM vẫn chưa được đưa ra và nếu được thông qua, Ukraine sẽ phải đợi vài tháng cho đến khi Washington giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Giới chức Mỹ cho rằng việc cung cấp tên lửa GRSM có thể thay đổi đáng kể cục diện chiến lược của cuộc xung đột vì một phần đáng kể lãnh thổ Nga sẽ nằm trong tầm bắn của các loại vũ khí dẫn đường chính xác cực mạnh của họ. Ngày 27 tháng 11, người phát ngôn của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết một số ứng viên trong nội các tương lai của ông Trump mới đây đã trở thành mục tiêu của các hành động đe dọa, trong đó có đe dọa đánh bom. Phát biểu đã được đưa ra trong bối cảnh cùng ngày, ông Donald Trump tiếp tục đề cử các nhân sự trong chính quyền mới. Theo người phát ngôn Carolina Leavitt, nhiều ứng cử viên được ông Trump đề cử đã bị đe dọa vào tối ngày 26 tháng 11 và sáng ngày 27 tháng 11 theo giờ địa phương. Lực lượng thực thi pháp luật Mỹ đang nhanh chóng hành động để đảm bảo an toàn cho những người này. Hiện chưa có danh tính cụ thể của những người bị đe dọa, cũng như chi tiết về bản chất các mối đe dọa. Trong một tuyên bố, bà Elise Stefanik, người được ông Trump chọn là đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, và ông Lee Zeldin, được chọn làm người đứng đầu cơ quan bảo vệ môi trường, đều đã xác nhận bị đe dọa đánh bom. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden đã nhận được báo cáo và lên án mạnh mẽ hành động đe dọa bạo lực chính trị. Hiện, Tổng thống đắc cử Trump chưa đưa ra tuyên bố nào về sự việc trên. Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Tổng thống đắc cử đã chọn ông Kate Kellogg, một trung tướng đã nghỉ hưu, làm đặc phái viên về vấn đề Ukraine. Trung tướng Kellogg từng làm tránh văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, nhiệm kỳ trước của ông Trump, và là cố vấn an ninh quốc gia cho Phó Tổng thống khi đó là ông Mike Pence. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác về tình hình xung đột ở các quốc gia Trung Đông. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hezbollah ở Liban có hiệu lực từ ngày 27 tháng 11, được đánh giá là sẽ giúp mở ra hy vọng với một động thái tương tự tại giải Gaza, bắt đầu cho một khu vực Trung Đông ổn định hơn. Tuy nhiên, giới phân tích lại bày tỏ sự không lạc quan rằng thỏa thuận kéo dài 60 ngày này sẽ được duy trì và một động thái tương tự ở Gaza. Ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 27 tháng 11 đánh giá đây có thể là tia hy vọng đầu tiên trong cuộc xung đột tại khu vực sau nhiều tháng leo thang. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sau cuộc họp với Ngoại trưởng các nước có nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 cũng đưa ra kỳ vọng của chính quyền Mỹ về thỏa thuận này sẽ mở ra một trạng thái tương tự ở Gaza. Ông Blinken nhấn mạnh, thỏa thuận sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong việc cứu sống và sinh kế ở Liban và Israel, cũng như tạo ra các điều kiện cho phép mọi người trở về nhà an toàn ở miền Bắc Israel và miền Nam Liban. Tôi cũng tin rằng, bằng cách giảm căng thẳng trong khu vực, nó cũng có thể giúp chúng ta chấm dứt xung đột ở Gaza. Đặc biệt, Hamas sẽ biết rằng họ không thể trông chờ vào các mặt trận khác mở ra trong cuộc chiến. Tuy nhiên, theo giới phân tích, việc có một thỏa thuận tương tự tại Gaza sẽ khó khăn hơn nhiều so với thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hezbollah. Đặc biệt là nếu các quốc gia tiếp tục rút khỏi quá trình đàm phán. Vào đầu tháng 11 này, Qatar, quốc gia trung gian quan trọng tuyên bố sẽ tạm ngừng vai trò của mình cho đến khi cả hai bên thể hiện sự sẵn sàng và nghiêm túc.
các cuộc đàm phán đã liên tục thất bại kể từ khi một lệnh ngừng bắn tạm thời sụp đổ sau một tuần vào tháng 11 năm 2023. Trong thông điệp đầu tiên sau khi lệnh ngừng bắn với Israel có hiệu lực, phong trào Hezbollah ở Liban ngày 27 tháng 11 theo giờ địa phương khẳng định họ đã duy trì cuộc chiến kéo dài hơn 13 tháng với Tel Aviv và đã giành chiến thắng trước những kẻ ảo tưởng. Hezbollah tuyên bố, trong suốt chiến dịch trên bộ của Israel, mọi nỗ lực của đối phương nhằm kiểm soát và lập cứ điểm ở các thị trấn tuyến đầu đều không thành công. Họ cũng không thể lập vùng đệm an ninh và quân sự như mong muốn. Lực lượng này cảnh báo họ chuẩn bị kỹ càng để đối phó với Israel khi cần thiết, đồng thời theo dõi sát hoạt động rút quân của Israel. Hezbollah cũng tuyên bố họ vẫn giữ nguyên vũ khí để bảo vệ chủ quyền Liban và người dân Liban. Israel và Hezbollah giao tranh xuyên biên giới bằng pháo, rocket và máy bay không người lái từ tháng 10 năm 2023. Tel Aviv tăng cường ném bom Liban từ giữa tháng 9 năm 2024 và đầu tháng 10 năm 2024 mở chiến dịch trên bộ nhắm mục tiêu vào các vị trí Hezbollah ở miền nam Liban. Số liệu của Israel cho thấy hơn 4.000 thành viên Hezbollah đã thiệt mạng trong chiến sự, bao gồm các thủ lĩnh cấp cao nhất. Trong khi đó, giới chức Liban cho biết rằng chiến dịch ném bom và đổ bộ của Tel Aviv làm hơn 3.000 người ở Liban thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường. Nhờ nỗ lực trung gian hòa giải của Mỹ, Pháp, Israel và Hezbollah đã đồng ý ngừng bắn từ sáng ngày 27 tháng 11. Động thái giúp tình hình Trung Đông hạ nhiệt sau thời gian dài liên tục căng thẳng vì nhiều cuộc xung đột, có những lúc tưởng chừng đã bùng phát thành chiến tranh tổng lực. New York Times nói rằng, nhiều người Liban xuống đường ăn mừng, họ vẫy cờ Hezbollah và nói rằng việc Hezbollah có thể tồn tại trước áp lực của Israel đã là một chiến thắng. Cùng ngày, quân đội Israel cảnh báo, dù họ đồng ý ngừng bắn, nhưng mọi hành vi vi phạm thỏa thuận sẽ bị đáp trả bằng hỏa lực. Quân đội Israel xác nhận đã nổ súng cảnh báo về phía đám đông, cố gắng xâm nhập các ngôi làng phía nam Liban mà lực lượng Israel chưa kịp rút đi. Hàng nghìn người tị nạn Liban đã phải rời bỏ nhà cửa do cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hezbollah đã bắt đầu được trở về nhà sau khi lệnh ngừng bắn được thực thi kể từ ngày 27 tháng 11. Lệnh ngừng bắn này cũng đang mở ra hy vọng chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ tại khu vực. Ngay từ sáng sớm 27 tháng 11, khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực, con đường từ thủ đô Beirut tới miền Nam đã trở nên đông đúc với hàng dài người tị nạn trở về nhà. Những chiếc xe chật cứng người và hành lý, xen lẫn tiếng kèn và tiếng hát vui mừng của người dân. Nhiều người đã bắt tay vào dọn dẹp đống đổ nát do xung đột ngay khi trở về nhà, với hy vọng mọi thứ đều có thể tái thiết và phục hồi theo thời gian, miễn là lệnh ngừng bắn được duy trì bền vững. Tôi là người đầu tiên ở thành phố Tire này dọn dẹp nhà cửa, bởi tôi chẳng có nơi nào để ở. Dù có phải phủ chăn quanh nhà để ở, thì tôi cũng vẫn sẽ ở đây, ngay trong chính ngôi nhà của mình. Được sống an toàn trở lại, với tôi như thế cũng đã là tốt lắm rồi. Cuối cùng thì chúng em cũng đã được về nhà và sẽ được đi học trở lại. Chẳng ai ngờ là xung đột lại kinh khủng đến vậy, khiến mọi người đều phải bỏ chạy. Thật may khi giao tranh đã chấm dứt để mọi người được trở về, cho dù sẽ có những người nhà cửa đã bị phá hủy hết. Việc Israel và Hezbollah đạt thỏa thuận ngừng bắn cũng đang mở ra hy vọng giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang trầm trọng trong khu vực. Các cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc và các đối tác đang khẩn trương huy động và phân phối hàng viện trợ tới người dân ở miền nam Liban. Vừa qua, Canada cho biết nước này đang xem xét khả năng áp thuế trả đũa đối với một số mặt hàng nhất định từ Mỹ nếu Tổng thống đắc cử Donald Trump thực hiện lời đe dọa áp thuế toàn diện đối với các sản phẩm của Canada. Trước đó, ông Trump đã đe dọa sẽ áp thuế đối với các sản phẩm từ Canada và Mexico nếu các nước này không ngăn chặn cái mà ông gọi là dòng chảy ma túy và người di cư qua biên giới từ biên giới. Ông cho biết sẽ áp thuế 25% đối với tất cả các sản phẩm vào Mỹ từ Canada và Mexico như một trong những sắc lệnh hành pháp đầu tiên của mình. Tại Canada, các quan chức chính phủ cho biết nước này đang chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ và đã bắt đầu suy nghĩ về những mặt hàng nào sẽ bị áp thuế trả đũa. Dù vậy, đến nay chưa có quyết định nào được đưa ra. Trong nhiệm kỳ đầu tiên khi ông Trump áp các loại thuế, các quốc gia khác có biện pháp trả đũa của riêng họ. Canada đã công bố áp hàng tỷ đô la Mỹ thuế vào năm 2018 đối với Mỹ để đáp trả các loại thuế mà đối phương áp lên thép và nhôm của mình. Ông Trump đã đưa ra lời đe dọa hồi đầu tuần này, trong khi chỉ trích làn sóng người di cư bất hợp pháp, mặc dù số lượng ở biên giới Canada không đáng kể so với biên giới phía Nam. Cơ quan biên phòng Mỹ đã thực hiện 56.530 vụ bắt giữ tại biên giới Mexico chỉ riêng trong tháng 10 năm 2024, trong khi chỉ có 23.721 vụ bắt giữ tại biên giới Canada trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 9 năm 2024. Các quan chức Canada cho biết việc gộp Canada vào cùng với Mexico là không công bằng,
nhưng họ sẵn sàng cung cấp thêm nguồn lực và hợp tác với chính quyền ông Trump để giảm số lượng người từ Canada. Canada cũng lo ngại về làn sóng người di cư đổ về phía Bắc nếu ông Trump thực hiện kế hoạch trục xuất hàng loạt. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý khác, ngày hôm qua, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã có cuộc điện đàm để thảo luận về vấn đề di cư và buôn ma túy với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Cuộc điện đàm diễn ra sau khi ông Trump đã đầu tuần này tuyên bố là Mỹ sẽ áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu của Mexico và Canada, viện dẫn lo ngại về tình trạng nhập cư bất hợp pháp và buôn bán ma túy. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, bà Sheinbaum cho biết đã có cuộc thảo luận tuyệt vời với ông Trump. Theo bà, hai bên đã thảo luận về chiến lược của Mexico trong việc xử lý vấn đề di cư và trao đổi về tăng cường hợp tác an ninh, cũng như chiến dịch mà hai bên đang tiến hành để ngăn chặn việc tiêu thụ fentanyl. Chỉ vài giờ trước khi diễn ra cuộc điện đàm, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard đã cảnh báo nếu ông Trump quyết định áp thuế như tuyên bố, chính các công ty Mỹ sẽ gánh chịu thiệt hại rất lớn, với khoảng 400.000 người sẽ mất việc, dựa theo số liệu từ các nhà sản xuất ô tô của Mỹ đặt tại Mexico. Còn tại Canada, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland cùng ngày thông báo chính phủ liên bang và 10 tỉnh đã nhất trí đoàn kết và phối hợp làm việc để xử lý những thách thức liên quan đến nguy cơ Tổng thống đắc cử Mỹ tăng thuế nhập khẩu. Ngày 28 tháng 11, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã công bố các biện pháp ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng tại 6 bang ở nước này, ảnh hưởng đến hơn 37.000 người dân. Phát biểu trước Quốc hội, ông Ibrahim cho biết, chính phủ đã thiết lập 322 nơi trú ẩn tạm thời tại các bang, gồm Kelantan, Terengganu, Kedan, Perip, Johor và Pekka để hỗ trợ những người dân phải di rời. Bang Kelantan nằm ở phía đông bắc Malaysia, giáp giới Thái Lan, là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với hơn 30.000 người thuộc hơn 9.000 hộ gia đình bị mất nhà cửa. Theo Thủ tướng Ibrahim, Cục Khí tượng Quốc gia Malaysia đã phát cảnh báo đỏ về mưa lớn liên tục tại các bang Kelantan, Pahang và Terengganu. Mưa lớn dự báo sẽ kéo dài đến hết ngày 29 tháng 11, khiến tình hình lũ lụt có thể tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Ông Ibrahim đã chỉ đạo cơ quan quản lý thảm họa quốc gia huy động tất cả các cơ quan liên quan để đảm bảo an toàn cho người dân trong suốt mùa gió mùa và hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Giới chức New Zealand ngày hôm qua cho biết xe chở thủ tướng của nước này Christopher Luxon ngày hôm qua đã gặp sự cố va chạm nhỏ, nhưng rất may ông vẫn được an toàn. Theo Bộ Nội vụ New Zealand, cơ quan quản lý xe công của nước này, xe chở thủ tướng Luxon đã bị va chạm với một chiếc xe cảnh sát vào chiều ngày 27 tháng 11 khi đang trên đường tới sân bay ở thủ đô Wellington. Chiếc xe cảnh sát gây ra va chạm là một xe hộ tống đoàn, đã đâm vào đuôi xe limousine chở thủ tướng Luxon và Bộ trưởng Tài chính Nicola Willis. Rất may không ai bị thương trong vụ va chạm này. Trả lời các phóng viên ở Auckland, Thủ tướng Luxon cho biết đây chỉ là một cú sốc nhỏ và ông vẫn ổn. Hiện, các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Một ngày trước thềm lễ tạ ơn tại Mỹ, các sân bay và các tuyến phố đều trở nên đông đúc hơn ngày thường, bởi đây thường là một trong những ngày lễ có lưu lượng đi lại nhộn nhịp nhất trong năm. Theo Cơ quan An ninh Giao thông Mỹ, trong ngày 26 tháng 11, đã có khoảng 2,7 triệu lượt khách đi qua các trạm kiểm soát an ninh sân bay, con số cao nhất từng được ghi nhận trong ngày thứ ba trước lễ tạ ơn, đồng thời xô đổ kỷ lục của năm ngoái. Ngành du lịch dự kiến sẽ đón nhiều du khách hơn nữa trong các ngày 27 tháng 11 và mùng 1 tháng 12. Dù đông đúc như vậy, nhưng dịch vụ sân bay vẫn đảm bảo, không ảnh hưởng tới lịch trình của hành khách. Rất tuyệt, chẳng có sự cố nào, mọi thứ diễn ra rất chuẩn giờ và ai cũng rất thân thiện. Sân bay hoạt động rất bài bản và suôn sẻ, dịch vụ tốt. Tôi đã rất bất ngờ vì cứ tưởng sân bay đông sẽ khiến mọi thứ bị trì hoãn hay kéo dài. Ước tính sẽ có khoảng 80 triệu người dân Mỹ di chuyển trong bán kính tối thiểu 80 km trong dịp lễ tạ ơn năm nay, mức cao kỷ lục từ trước tới nay. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế trên kênh YouTube VNews truyền hình thông tấn của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận thông báo khi có chương trình mới nhất. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.